xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện này, giới thiệu cùng các bạn truyện ngắn Quán Đầu Hẻm của Khôi Nguyên qua giọng đọc Đình Khánh. Cái quán cháo lòng ấy đã gắn bó với bữa ăn điểm tâm sáng của tôi tương đối lâu. Nói cụ thể ra thì phải tính bắt đầu từ khi hai vợ chồng tôi khi góp đủ tiền để mua một đám đất và xây được căn nhà cấp 4 mà nhập cư làm dân của khu Ổ Chuột, theo cách gọi hết sức khiêm tốn của cư dân khu vực này. Rồi cùng với sự biến cải của thời gian, một vài cái ổ chuột cũng được nâng cấp, trong đó có cả căn nhà cấp 4 của tôi. Nhưng quán cháo lòng ấy vẫn thế. 3-4 bộ bàn ghế cũ kỹ ngày nào chỉ có dày thêm 7 lớp mỡ và hồ cháo, do nhiều người vô ý hoặc sơ ý làm vương ra. Cái nền bằng đất nện lúc nào cũng vương vãi những cọng rau thơm từng làm gia vị điểm vào tô cháo. Mái lợp giấy dầu để che nắng mưa vẫn nguyên vẹn, bộ đòn tay cùng rui mè bằng những cây le cong queo. Chỉ khác chăng là anh chị vợ chồng chủ quán đã được lên chức ông bà, thì cũng như tôi, từ một anh chuyên viên dần dần chuyển lên ngồi ghế giám đốc. Bà xã tôi từ một cô kế toán tất bật lo rau heo cám gà nhiều hơn là lo việc cơ quan, thành người hậu thuẫn đắc lực với cái vỏ hình thức nội trợ để phục vụ chồng con. Cái quán ngày ấy bắt đầu chỉ có những sáng chủ nhật hay ngày lễ, vợ chồng tôi mới dắt díu con cái tới để thay đổi không khí, vì phải thắt lưng buộc bụng bởi 1 năm làm nhà, 3 năm trả nợ. Rồi dần dần chuyển sang thành thông lệ, khi nợ nần đã tương đối ổn thỏa, đồng tiền kiếm được nhờ bổng lộc và lương lậu có khá hơn. Gia đình tôi thờ ơ cái quán cháo lòng đầu hẻm ấy lúc nào thì không nhớ nữa. Sáng sáng, hết bánh mì, xôi gà, bún riêu, phở bò, hủ tiếu, bấm chuông ngoài cổng để phục vụ tận nhà, là đến tiếng còi của chiếc Mazda đón tôi đến nơi theo kế hoạch đã vạch sẵn. Nhưng nhà tôi vẫn là căn nhà trong hẻm, và sáng ra vẫn phải đi qua quán cháo ấy. Tôi ốm, một trận ốm ghê hồn bởi gã hung thần sốt xuất huyết, không biết kiêng dè quyền lực. Tên khách thô bạo này thè cái lưỡi đỏ lòm vào từng huyết mạch để tàn phá từng đĩa hồng cầu nhỏ li ti, phải soi kính hiển vi mới thấy. Dùng quả đấm siêu hình hạ đo ván cái cơ thể suýt soát lực sĩ sumo bụng to hạng dưới 75 kg của tôi một cách dễ dàng. Hắn cảnh báo rằng nếu tôi dùng thuốc tây y thì sẽ không một chút nương tay, sẵn sàng lấy đi mạng sống. Thằng bị ổi ấy khiến tôi nằm bẹp giường mất hơn 2 tuần. Vợ tôi muốn tống khứ hắn đi bằng cách bắt tôi uống nước lá cỏ mực đen như đít nồi đun bếp rơm và chát xít cổ họng như nuốt trái đa xanh mà không có muối. Thì ra, tên đốn mặt ấy cũng biết sợ cái thứ nước lá
được bứt từ bờ bụi cống rãnh bởi bàn tay của mấy chị sồn sồn thuộc diện được vay quỹ xóa đói giảm nghèo. Tôi ốm, tù lạnh, gác măng gì, đầu giường xó nhà, bề bộn đường sữa trái cây của anh em bạn bè cũng có, mà của những người chờ dịp thể hiện tấm lòng thành cũng có. Nhưng cái gã mà các bác sĩ vẫn gọi là chứng bệnh sốt siêu vi kia độc địa đến mức đổ tất cả các vị đắng vào cổ họng khiến tôi chẳng thiết gì đến việc ăn uống. Khi tên lưu manh sốt xuất huyết thôi hoành hành, thì cũng đủ cho tôi suy nhược đến mức chỉ biết sống nhờ vào mấy bình đạm truyền thẳng vào tĩnh mạch. Lúc hắn lui cũng là lúc tôi bắt đầu thèm ăn, nhưng bác sĩ chỉ cho phép ăn những thức dễ tiêu, mà đứng đầu bảng của cái yêu cầu này là cháo. Người bạn trăm năm nâng đầu tôi dậy và bón cho tôi từng thìa một. Cái khoang miệng sau 2 tuần khô như đất gặp hạn thấy có mưa. Cái dạ dày sau 2 tuần ngủ mê mệt bỗng dừng thức dậy khóc gào, đòi có việc làm. Tôi ngốn ngấu để đáp ứng nhu cầu của cơ thể. Những thìa cháo đi vào nội tạng, đến chỗ nào là cảm nhận được ngay chỗ nấy, không khác nào kẻ khát rượu bỗng nhiên được uống cô nhắc loại chai có nút bi mà dân ta vẫn phải nhập tận xứ trời Tây. Em tưởng anh còn yếu nên chỉ lấy có ngần này. Vợ tôi chỉ cái chén ăn cơm đã vét nhẵn nước cháo cho tôi thấy. Nếu anh ăn nữa thì chờ em một lát để đi lấy thêm. Tôi nhắm mắt và gật nhẹ cái đầu nặng trĩu ra chiều đồng ý, rồi ngả người xuống để tận hưởng từng khúc ruột mình đang nở ra nhờ thứ gạo nấu nhuyễn. Hình như sáng hôm ấy, vợ tôi phải chạy đi lấy cháo tới 3-4 ngày hôm trước. Đêm chờ sáng mà cái bụng lóc xóc sôi, chỉ mục đích duy nhất là được ăn. Bản năng của một cơ thể muốn được tồn tại trỗi dậy một cách cuồng nhiệt, khát vọng sống và sống khỏe trong mỗi tế bào, có lẽ xuất hiện từ lớp sừng, lớp biểu bì cho đến những neuron thần kinh. Mọi chỗ trên cơ thể đều dâm gian biểu tình đòi quyền lợi. Khổ cho cái rát giường bị tôi lăn qua lăn lại, cái gối bị dịch chuyển hết chỗ này đến chỗ khác, cái công tắc đèn phải bật lên bật xuống thường xuyên để tôi giải quyết lượng nước dư thừa do uống mấy ly cam vắt. Tôi như một gã bần nông, đông con, muốn chúng thành đạt nhưng lại chẳng lo đủ miếng ăn, như một kẻ nuôi tham vọng làm giàu nhưng lại đang thất nghiệp. Đêm chờ sáng để được ăn no bụng là thế đấy. Sau trận ốm, tôi bỗng dưng lại thích ăn cháo. Buổi đầu tiếp tục đi làm, anh chàng lái xế đánh chiếc xe đen bóng nhẫy đến chờ cổng từ sớm để đón tôi. Giá như mọi khi, tôi sẽ cùng anh ta ghé vào quán phở quen thuộc trên đường để điểm tâm. Nhưng hôm ấy lại khác. Ra tới đầu hẻm, tôi bảo anh ta dừng xe để chúng tôi bước vào quán cháo. Mọi người khách trong quán bỗng nhiên ngừng ăn, ngừng nói chuyện, chố mắt nhìn hai chúng tôi. Mặc dù chỉ diễn ra rất ngắn ngủi, rồi đâu lại vào đấy, nhưng tôi vẫn nhận thấy mình là kẻ lố bịch, anh chàng tài xế kiêm trợ lý cũng trở nên lúng túng. Bàn nào cũng có người. Ông chủ quán sau phút ngập ngừng, đưa tay ra mời chúng tôi vào một bàn vắng nhất, nhưng cũng đang có 2 công dân co đủ 4 chân để ngồi xổm trên chiếc ghế bằng mộc mạc. Mà mặt của nó có lẽ không dưới 2 ly hàm bạc rằm thì mới tới lớp gỗ. Người trợ lý của tôi lúc ấy mất hết sự thông minh lanh lợi, lúng ta lúng túng như gà móc tóc, vì không biết để chiếc cặp tài liệu của tôi vào chỗ nào. Trong cái quán này cũng không có ghế hoặc cái bàn nào dành riêng cho thủ trưởng như ở cơ quan. Cuối cùng, anh ta phải đặt chiếc cặp lên ghế băng và dựa nó vào bức vách gỗ, rồi chạy ra xe, đem theo một tờ báo để lót chỗ ngồi của chúng tôi. Anh ta nhìn tô cháo nhăn mặt, nhưng khi thấy tôi tợp một hớp rượu trắng được rót từ cái chai xá xì ố vàng vào cái ly thủy tinh cũng bám cáu không kém và xì xoạp múc từng thìa cháo húp một cách ngon lành, anh ta cũng bắt đầu thử vào cuộc, rồi nhập cuộc chóng vánh. Trên đường đến cơ quan, anh nói, ngon thì ngon thật, nhưng không phải là chỗ để thủ trưởng vào ạ. Hình như anh ta đã nhận ra mình nói phạm húy, vì trong cơ quan,
ai cũng biết tôi không thích mọi người gọi mình là sếp hoặc thủ trưởng. Cứ đáng gọi anh thì gọi anh, mà đáng gọi chú thì gọi chú, cho bớt đi khoảng cách giữa lãnh đạo và nhân viên. Nhưng anh chàng trợ lý này hoặc là đã lỡ lời, hoặc là muốn nhấn mạnh lại tiếp tục. Đấy, thủ trưởng xem, chỗ ấy có ai mặc com lê, thắt cà vát như anh em mình đâu. Rồi hai tô cháo cùng một xì rượu, chỉ hết có 5.000, chưa nói là cái quán lụp sụp nữa. Chuyện hôm nay, thủ trưởng đừng để anh em công nhân biết, họ sẽ coi thường đấy. Nếu mà các bên đối tác biết được, có khi họ không thèm tiếp tục ký hợp đồng với mình. Nhưng mà tớ thấy nó còn ngon hơn những tô phở giá 15.000 ở trên phố. Nhưng cái quán đó không phù hợp với cương vị của thủ trưởng. Anh lái xe xuống giọng, vì có lẽ sự bức bối đã giảm, nhưng chưa hết việc phạm húy. Em xin thủ trưởng hãy vì danh dự của cơ quan ta. Thế đấy, cái nhu cầu thiết yếu của con người để mà tồn tại còn phải phụ thuộc vào địa vị xã hội. Chẳng lẽ khẩu vị của con người cũng là vấn đề để phân biệt giai tầng xã hội ư? Chẳng lẽ một ông giám đốc chỉ được phép điểm tâm bằng tô phở giá 15.000 và uống những chai rượu có mác ngoại hay sao? Phải chăng đây cũng là một tư tưởng còn đấu trí của con người mà cần phải loại bỏ? Biết bao nhiêu người hô hào tiết kiệm, nhưng có khi chính họ tổ chức những bữa tiệc đủ để xây dựng một ngôi trường cho hàng trăm trẻ em đến học, hoặc đủ để các hộ nghèo trong một thôn ấp vay vốn để thoát khỏi đói nghèo, và có khi chính ông ta lại tổ chức cho đám cưới của con cháu mình bằng số vốn xây đủ một khu chung cư cho công nhân viên của cơ quan. Bản thân tôi đã từng phải ký những tờ hóa đơn thanh toán, cả đồng tiền có thể gọi là phù phiếm nhưng không làm không được. Ví dụ như cái cổng của cơ quan, kinh phí xây dựng, kè biển hiệu, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, cũng ngọt nghẹt trăm triệu. Rồi cái cầu thang từ tầng trệt lên đến phòng giám đốc tu sửa lại, cũng đáng giá bằng cả đàn trâu của hợp tác. Hồi cha mẹ tôi là một xã viên, và tôi còn là một đội viên hợp tác xã Măng Non. Ngẫm lại thời mới ra trường, cả lương cả bổng lộc vừa lĩnh được hơn 500.000 đồng, ra chợ định mua thức ăn và mua tấm vải áo để biếu bố mẹ, thì đã bị tay ma cô nào móc sạch. Vậy là cả tháng vay chỗ này giật chỗ kia để đáp đổi cho qua 30 ngày. Nếu đem sự phô trương từ cái cổng kia mà so kè với những hồi ấy, thì có lẽ ngòi bút để ký duyệt kinh phí sẽ khô mực và đông dần để đáp ứng yêu cầu cho giai đoạn ăn giờ bữa của kẻ mới ốm dậy. Chiều đến, bà xã của tôi chép miệng an ủi tôi, cố nuốt tô cháo gói. Cái thứ cháo phục vụ cho thời đại công nghiệp, sao mà dấm rằng khó nuốt trôi. Chỉ vài thìa, thấy tôi nhăn mặt bỏ tô cháo xuống bàn, vợ tôi nói nửa động viên, nửa như người có lỗi. Quán cháo chỉ bán vào buổi sáng, em có dặn, nhưng giờ thì họ nghỉ rồi, hay là anh uống tạm nước cam vắt nhé? Tôi lắc đầu và dựa tấm lưng mệt mỏi vào thành giường. Đêm đó bụng réo gào mà miệng vẫn không sao đáp ứng, khiến tôi sốt ruột chờ trời sáng. Bạn cứ tưởng tượng xem, vì một công việc hệ trọng nào đó mà phải thức đêm thì thời gian đi qua nhanh lắm. Nhưng nếu phải thức đêm để chờ đợi một điều gì đó sẽ xảy ra vào ngày hôm sau, thì trao ôi, đêm cứ dài nhách như miếng da trâu khô. Tôi cũng đã từng phải thức thâu đêm để lo toan tính toán trước đợt thanh tra hay chuẩn bị cho bản báo cáo tổng kết trước các kỳ đại hội ở cơ quan. Những đêm như thế trôi vèo đến mức giật mình khi vợ con đã thức dậy chuẩn bị cho một ngày mới, mà bản thân thì vẫn đang trong tâm trạng cổ cứng lại. Thời đại của tôi, người ta vẫn thường ký hợp đồng với nhau trên bàn ăn, đâu phải là ăn cho no, ăn mà để sống. Mỗi người chỉ đụng sơ qua chút ít, thậm chí có những tô, những đĩa bê ra thế nào, thì khi đứng dậy vẫn còn nguyên thế ấy. Vậy nhưng mỗi lần như thế là bằng cả vài tấn thóc, đủ để một lão nông chi điển chân chính giật mình. Ngay cả giờ đây, ngồi trên cái ghế giám đốc, chất nông dân của tôi vẫn còn nhiều lắm, đôi khi nó trỗi dậy, khiến các đồng sự cấp dưới nghi ngờ mà đánh giá này nọ.
chỉ có những người xuất thân từ nông dân như anh lái xe kiêm trợ lý của tôi mới hiểu được phần nào. Vì anh ta cũng như tôi, lớn lên bằng hạt lúa củ khoai do chính tay cha mẹ mình, chính tay mình làm ra. Có lẽ anh cũng dằn vặt với bữa cháo sáng nay, nếu đem so với các bữa điểm tâm thông lệ của chúng tôi. Thấy tôi im lặng, người trợ lý đưa ra kế sách. Nếu anh thích, từ mai trở đi, em sẽ tới sớm hơn. Mình đặt vấn đề để chủ quán đưa vào tận nơi. Em cũng khoái ăn món này lắm, nhưng từ trước tới giờ em lo không hợp khẩu vị của anh. Tôi lim dim, tựa người vào thành ghế. Giữa kế hoạch và thực thi, bao giờ cũng có một khoảng cách. Việc ăn sáng của chúng tôi vẫn diễn ra tại nhà, như đã bàn, nhưng người mang cháo từ quán đầu hẻm về nhà lại là vợ tôi. Ông chủ quán đã thẳng thắn trả lời với người trợ lý của tôi rằng chỉ phục vụ khách tại quán, chứ không phục vụ khách tại nhà, cho dù có quyền tăng thêm giá dịch vụ. Rằng dù ông này, ông nọ đi chăng nữa, thì tới đây cũng chỉ là khách của quán, được phục vụ như nhau. Có người bị đến tận chỗ ngồi, đũa và thìa thì tự khách lấy giấy vệ sinh mà lau, nếu cẩn thận, cầm chè sẵn trong ống, thích ăn mặn thì có mắm trong chai, ưa ăn cay thì có ớt thái lát trong đĩa, ăn xong thì tự rót nước trà từ cái can nhựa 2 lít kia. Thôi thì mặc kệ, miễn là làm sao cho bữa điểm tâm của mình ngon miệng, tính cần kiệm của mình không bị đãi bôi. Người nội tướng của tôi cũng sẵn sàng tạo cơ hội cho chúng tôi vừa hợp khẩu lại vừa tiết kiệm. Đối tác của cơ quan tôi đang xúc tiến ở giai đoạn marketing, lại là một tay khó nhằn. Trước khi ký hợp đồng, hắn cho người đến khảo đi khảo lại giá cả. Hắn cũng là đàn ông, chắc chắn phải có khiếm khuyết. Theo sự phân tích của các chuyên viên, nếu hợp đồng được ký kết thì công ty tôi sẽ thỏa sức mở rộng thị trường. Biết vậy, nên tôi chi cho lực lượng điệp viên kinh tế khá đậm để dò la, nhưng chẳng ăn thua. Các trợ thủ đắc lực của hắn thì bên tôi mua được, chỉ còn hắn, một bụi cây gai đã mọc rễ tới tầng mạch sâu nhất, cứ nhơn nhơn ra đó. Cờ bạc thì chắc chắn là tay này không màng rồi. Dù đi nhà hàng, loại công khai hay bí mật đều bị từ chối. Phong bì đưa tới thế nào thì lại trở về như thế đấy. Đặt vấn đề về hoa hồng thì gặp phải sự xua tay và lắc đầu. Vậy thì hắn đang cần gì? Khách hàng là thượng đế, nhưng không hiểu để mật chiều thì chỉ chuốc lấy thất bại. Hình như đối với gã, những chùm khế ngọt của chúng tôi bền bỉ chẳng có tác dụng gì. Quy luật của cạnh tranh thị trường phải là việc nắm được tâm lý khách hàng cần gì để mà có phương cách lôi kéo khách hàng. Ký được hợp đồng này có nghĩa là number one cho công ty tôi. Còn gã có ký với tôi hay ký với ai, gã cũng chẳng bất gì vì 100% kinh phí là của cơ chế bao cấp từ ngân sách nhà nước. Các chân rết của tôi đụng phải gã đều tê liệt. Không còn cách nào khác là tôi phải trực tiếp tìm đến gã. Sau cái bắt tay giao đãi, gã cứ lặng im, mồm mỉm cười, để một mình tôi nói. Gã đang dồn tôi vào cái thế, phải ngửa quân bài lên mà đánh. Nói thật với ông, ký được hợp đồng này, cứ theo đơn đặt hàng mà ông đưa ra thì cơ quan chúng tôi chẳng còn chút lời lãi nào. Vậy thì không có khoản phần trăm cho bên các ông đâu. Gã vẫn im lặng và tùm tìm cười. Tôi muốn sùng máu lên những bài học về giao dịch nhắc nhở rằng nóng giận là tối kỵ trong quan hệ làm ăn đã khiến tôi dùng đến chữ nhẫn. Theo giá thỏa thuận, chúng tôi chỉ giải quyết được công ăn việc làm của công nhân chứ không hề có thêm doanh thu. Cái con hến đã bắt được mồi. Gã chìa tay ra bắt tay tôi và chỉ nói, công việc của chúng ta tạm thời dừng ở đây, sáng mai đúng 5 giờ. Tôi đến đón ông, ta sẽ bàn tiếp. Nhưng ông phải chấp nhận điều kiện để tôi làm chủ chi và chỉ có tôi và ông, được không? Gã bắt tay tôi, còn lắc lắc đầy vẻ thân mật. Lại một trò lừa bịp trong kinh doanh. Đừng nghĩ ta là một con cừu non, hãy đợi đấy.
Tôi cũng ra vẻ bằng bộ mặt lạnh tanh gật đầu. Gã vẫn chưa tha, mà còn tỉ mỉ hơn, tôi sẽ đến tận nhà ông để đón. Dẫu sao, tôi lại có dư một đêm để tìm kế sách. Nhưng gã quả là một tay đại siêu, vì chưa bao giờ tôi gặp trường hợp Biên A lại là chủ chi trong buổi ký kết hợp đồng. Một đêm thức trắng, không phải chờ để phục vụ cái bụng cồn cào, sao mà trôi nhanh. Khi vợ tôi thức dậy, rồi chuẩn bị bữa sáng cho tôi và anh lái xe như thường lệ, thì tôi vẫn chưa tìm ra phương án tối ưu nào, thì có tiếng chuông bấm cổng nghe rất lạ. Chỉ biết nói với người nội tướng, hôm nay không phải đi lấy cháo, anh có hẹn rồi. Mới dứt lời thì đã có tiếng còi xe toe toe đầu ngõ. Gã sập vào nhà tôi với một chiếc xe máy xếp vào hạng quá đắt. Thấy tôi đã ăn mặc trịnh trọng cho tương xứng với vai vế của mình, gã cười. Lần đầu tiên thấy gã cười hết khả năng của cơ môi. Ông hãy dẹp quách bộ mã của ông đi. Sự xuồng xã đến không tin được. Mà đúng vậy, gã chẳng com lê, cùng caravat. Đi với tôi, xe tôi để đây, ta đi bộ. Tưởng sẽ bị lôi kéo tới một nhà hàng sang trọng hay bí hiểm nào. Hóa ra là gã dẫn tôi chui vào quán cháo lòng đầu hẻm nhà tôi. Quán này ngon mà cực kỳ bình dân. Ông có thấy thế không? Tôi chỉ còn biết gật đầu, chứ còn làm sao khác hơn. Vào buổi chiêu đãi ấy, tôi dành phần nói cho gã. Gã nói nhiều hơn tôi tưởng. Hai tô cháo, hai xị rượu, một đĩa lòng heo, chỉ hết 16.000. Hơn một tô phở giữa phố, hơn một suất bánh mì ốp la ngoài nhà hàng, mỗi thứ ấy là 1.000. Chúng tôi ngồi với nhau đến lúc quán cháo lòng chỉ lưa thưa vài ba người khách vì trực ca mà lo bữa sáng. Gã đã về rồi, mà đầu tôi còn ong ong câu nói của gã khi hai người co đổ bốn chân lên ghế băng của quán cháo lòng. Tôi và anh đều là đảng viên, giai cấp vô sản, đừng vì cái lợi riêng mình mà làm nghèo đất nước. Ký hợp đồng với anh là tạo điều kiện cho nhiều người có công ăn việc làm, chứ không phải là để báo cáo thành tích về vấn đề doanh thu. Muốn làm gì, có kế hoạch gì cũng phải từ nhu cầu của dân mà ra. Ngày mai sau việc thủ tục ký kết đôi bên, nếu cần thiết, tôi và anh cùng các trợ lý sẽ ra chỗ cày tơ bảy món. Có chơi hết mình thì cũng chỉ bằng nửa chữ ở cổng cơ quan anh. Nhưng anh phải cùng tôi chi phí cho bữa ấy bằng chính đồng lương của mình. Chúng ta không nên lạm dụng tiền chùa. Đất nước ta còn nghèo, muốn giàu thì cần phải tiết kiệm từng đồng, cũng như tỷ phú cũng phải bắt đầu từ những xu, những hào cộng lại. Gã đi xa rồi, mà ông chủ quán cháo lòng vẫn cười hê ha với khách hàng. Và như muốn nói với riêng tôi, đó mới thật là thằng con trai của lão chủ quán cháo lòng này. Vừa nghe chuyện ngắn Quán đầu hẻm của Khôi Nguyên. Sau đây là một vài cảm nhận về chuyện ngắn này của biên tập viên văn học Lâm Huy Nhuận. Dường như cốt truyện cũng chẳng có gì, chỉ là một anh vừa có chút quyền lực, chút lợi lộc, đã sĩ diện, quên ngay thân phận của mình, muốn từ bỏ ngay cái quán cháo lòng đầu hẻm vốn đã từng một thời thân thiết từ hồi còn nghèo khó. Nhưng bỏ đi một thói quen ẩm thực dân dã, vừa khoái khẩu vừa rẻ tiền, đâu phải là dễ, mặc dù khi anh đã là người có thế lực. Nhưng chuyện ngắn lại không khai thác mạnh theo hướng này, để xoáy sâu vào một mảng hiện thực cũng rất lý thú về sự sĩ diện hão của đời người. Nhưng tác giả lại tạt hướng chuyện ngắn của mình theo một hướng khác.
văn chương chân chính thường hướng về tình yêu, lòng nhân ái, cái thiện. Nhưng cũng chính vì mục tiêu đó, có lúc nó dành chỗ cho sự miêu tả cái ác. Nó nhằm vào sự phê phán và cảnh tình con người trước mầm mống của cái ác sẽ nảy sinh và luôn luôn khao khát tìm kiếm chân lý hướng tới lẽ phải. Cho nên không phải ngẫu nhiên mà tác giả đã cài đặt nhân vật của mình vào nhiều tình huống trớ trêu, qua đó để bộc lộ được hết tính cách, phục vụ theo một ý đồ đã được vạch sẵn của mình. Bây giờ xin mời các bạn nghe bài thơ Những đứa trẻ ngu đần của nhà thơ Nga Sergei Mikhankov do Ngọc Thọ trình bày. Những đứa trẻ thông minh sẽ có nhiều thành đạt, sẽ trở thành diễn viên, múa ba lê và hát. Nhiều đứa đã có tranh về đề tài tình bạn, được triển lãm khắp nơi, được khen và xuất bản. Nhiều đứa có khả năng đã được đi đây đó, tận nước ngoài để thi các cuộc thi này nọ. Con bé Natasha đã 5 lần được giải, thằng Karik bạn mày thì sắp thành vĩ đại. Chỉ những đứa ngu đần là thế nào vẫn vậy. Ôi, mẹ tôi nhiều lần nói với tôi điều ấy. Nhưng tôi chỉ đứng im, cắn môi như biết lỗi. Tôi không muốn nói gì về việc này khó nói. Mặc những đứa thông minh sẽ có nhiều thành đạt, sẽ vẽ tranh, làm thơ, múa ba lê và hát. Mặc ai đó đóng phim, chơi ví cầm rất giỏi, đó không phải là điều ai cũng làm được nổi. Sau này tôi là ai, làm được gì tôi biết. Sẽ có ngày tôi đi vào tai ga giá rét, và cùng đám bạn bè chơi hàng ngày trong ngõ, tôi sẽ đặt đường ray, xây nhà, xây thành phố. Tàu nối nhau lao đi, núi rừng vang tiếng máy. Mẹ tôi sẽ tự hào về con trai lúc ấy. Bây giờ mẹ trách tôi, có thể vì ghen tị, quên rằng làm công nhân cũng không thua nghệ sĩ. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam gửi đến các bạn truyện ngắn Đồ Cũ của nhà văn Lê Minh Khuê. Truyện được rút từ tập truyện ngắn Nhiệt Đới Gió Mùa ra mắt độc giả cách đây không lâu.
Ông Phong bảo vợ: "Có dễ chiều tôi về muộn, chúng nó về thì cứ ăn uống đi, làm gì bày vẽ chờ đợi cho cơm canh nguội, khổ con khổ cháu. Nhưng thời buổi này, cháu nó đi làm cả ngày chỉ có bữa tối là gặp mặt, chúng nó đã chịu khó về nhà ăn cơm rồi. Nó mà bỏ đi vào quán vui bạn vui bè, ông lại chả trách nó méo mặt ư?" Ông Phong cười xòa về cái thói lắm lời của bà vợ. Tưởng già thì mệt mỏi, già còn ham nói hơn. "Ông lại đi xe đạp đấy hả?" "Ừ, đi cho nó dẻo chân. Vừa thay đôi lốp tốt quá, đi cho nó khoái." "Rõ khéo vẽ. Thời buổi này còn cứ mê cái xe đạp suốt ngày lau, nó hơi trở chứng là y như là thời bao cấp, lo cuống vó lên." Bà Phong vẫn lắm lời, nhìn theo chồng tuôn ra một thôi một hồi, mặc kệ ông có nghe hay là không nghe. Thị trấn mới có đường quốc lộ chạy qua, khu đất mua của nông dân 5 năm về trước rào kín để đấy. Đất để đấy còn các chủ đất tiêu hết tiền đền bù rồi ào vào phố buôn bán lặt vặt. Nhìn đất bỏ không, rào kín chẳng sinh lợi, ông lại nổi cái máu thời còn trẻ. Nhưng biết trách ai đây? Ông có thói quen đạp xe quanh hàng rào sắt xem cỏ hôm nay mọc thêm mấy phân. Mấy anh bảo vệ đứng trong chòi canh nhìn thấy ông Phong, nhận ra người quen, một anh còn trẻ hỏi cho có hỏi: "Bác lại trên đường Thiên Lý đấy hả? Mời bác vào làm ván cờ với chúng con." Ông Phong thấy phải, chơi với mấy cậu trẻ một lúc rồi hãng đạp xe đến chỗ mấy ông bạn già. Chiều nào chả gặp nhau đi vài thế quyền cho nhẹ bụng. Đối diện bàn cờ là cậu cư trong làng, được công ty thuê giữ khu đất cùng với hai cậu nữa. Tháng mỗi cậu mấy trăm ngàn, chả phải ngửa mặt chịu nắng mưa. Vài lần đụng độ với hàng xóm vì người ta qua lại khu đất thấy xót. Khi liên doanh mua đất hứa lên hứa xuống, khu lắp ráp xe máy nay mai sẽ tuyển ưu tiên những người bán đất vào làm công nhân. Mãi mà nhà máy chưa thành, nhiều người liều định xé rào vô xeo nhờ nắm đỗ. Mấy cha bảo vệ phải ra tay. Mệt thế thôi, chứ hàng xóm láng giềng ai nỡ làm khó nhau. Phải rồi, ông Phong đưa ngón tay xương sầu đầy quân cờ đầu nghĩ đâu đâu. Cứ đọc được điều trong đầu ông, rồi cứ nhận nha. Các bác giờ nghỉ hưu rồi, đi chơi cho khỏe người. Việc đất cát của người ta, bác nghĩ làm gì cho nặng đầu. Thì có nghĩ gì đâu nào, chỉ thấy xót thì nhìn thì kêu với nhau tí thôi. Thì bác vẫn đi cái xe đạp từ thời bao cấp ư? Thì vẫn nó, phụ tùng thay toàn của tốt rồi, nhưng cái vỏ thì vẫn thời đó. Ấy chết, tôi quên không khóa vành sau lại. Ông Phong chạy còn nhanh, cứ đùng đình theo sau. Cái xe đạp từ thời mua muối bằng phiếu, ma nào mà nó rước. Nghĩ rồi cứ nghe ông Phong hớt hải: Cái xe đạp của tôi, ôi trời ơi! Cứ buồn cười, thế là cái đồ bảo tàng bay mất rồi. Ông Phong rên rỉ, chạy dọc cái hàng rào trước mặt khu đất. Quấn quáng như con gà trống nhìn thấy con gà mái chạy trước. Cái xe, đứa nào cũng mất cái xe rồi, khổ thân tôi. Cứ cười sừng sưng: Thôi ông ơi, cái xe thổ tà mất đi, con cháu nó đỡ vướng víu. Ông bảo nó sắm cho cái mini Nhật xịn ấy, tiền tiêu vặt của chúng nó thôi mà. Ông Phong bất lực khi không thấy cái xe, bất lực khi nghe thằng trẻ xanh nó lý giải. Ông cáo: Cậu thì hiểu cái gì mà bàn. Ông Phong đứng như bất động, nhưng nghĩ tới chuyện gì rồi lững thững đi bộ về nhà, lòng bỗng buồn rũ rượi. Tự dưng buồn khi nghe thằng cứ cười cợt. Bà Phong nhìn chồng hoảng: Sao như là trúng gió hả ông, mặt tái xanh đi này. Kệ tôi, nước ngừng nóng này uống vào cho tôi. Thì cứ kệ tôi mà, bà lôi thôi quá.
mất cha cái xe đạp rồi. Bà Phong đứng lặng. Thì cái xe đạp yêu của ông, nhưng nó là thứ sở hơi vớ vẩn bọn trẻ trong nhà vẫn bảo thế từ lâu. Nó là cái favorite thằng em ông Phong đi tiệp khắc về cho. Cái xe hiệu ấy thời đó, nó như được đúc bằng vàng. Lúc đó, ông tuổi trên 30, cán bộ viện khoa học, thỉnh thoảng mới hẻo lánh đến các trận địa nghiên cứu tên lửa. Bà chưa tới 30, làm bác sĩ đỡ đẻ. Một cặp đẹp tuyệt vời, đèo nhau bằng cái favorite màu xanh nước biển. Đàn ông đàn bà quay nhìn, đến trẻ con cũng quay nhìn. Xem như ước mơ hạnh phúc của cái thời, một yêu anh có Senco, hai yêu anh có Peugeot cá vàng, ba yêu nhà cửa đàng hoàng, bốn yêu hộ khẩu rõ ràng thủ đô. Thời ấy, các thứ hàng viện trợ của phe dân chủ không phải hiếm hoi, nhưng cái favorite cũng đứng hàng xịn. Tuổi còn trẻ, thời buổi đạm bạc cả hai thường đèo nhau kiêu hãnh. Bom đạn lúc dữ dội, lúc thưa dần im ắng, để rồi lại dữ dội hơn. Năm 1972, ngày 18 tháng 12, xét đến độ ban đêm, trời chuyển màu hồng. Thằng Bảo lúc đó 8 tuổi, đeo cái ba lô tay dắt thằng Phương 4 tuổi. Mẹ nước mắt lưng chừng, leo lên xe, đi sang ngoại thành cấp cứu bệnh nhân. Thằng Bảo cứng còi. Mẹ đi làm đi, các con đi với bố. Chiếc xe đạp ngày thường mỹ miều thế, đêm B52, đèo sau xe đứa bé nhất cùng với bao tải gạo, mấy cái nồi, ba lô quần áo. Thằng Phương 4 tuổi ngồi mở to mắt nhìn đoàn người lượt thượt kéo ra ngoài ô. Bom B-52 thả bên kia sông, pháo cao xạ tên lửa bắn lên như trong phim hoạt hình. Phương nhìn Bảo đeo ba lô bé như cái nấm khi mặc áo len của mẹ, tay níu áo bố. Cha con lầm lũi đi, đoàn người lầm lũi đi. Trời mùa đông đỏ rực như báo điểm lạ. Gần sáng mấy cha con mệt quá, ông Phong bảo, để bố đưa các con vào nhà bác Hợi bố quen nghỉ một tí nhé. Cái xe đạp leo qua bờ ruộng tách khỏi đoàn người. Mặt đất trồi trụt vì đạn bom. Gần đến nhà bác Hợi, ông Phong khựng lại. Một hố bom to đùng giữa sân, cái xóm trại vắng tanh. Thằng Bảo miệng méo sạch. Bố ơi, sao thế này? Ông Phong khi đó còn trai tráng, bế xốc thằng bé để lên bao gạo, dắt xe như chạy ra khỏi chỗ đổ nát. Ba bố con và chiếc xe đạp, bao tải gạo, hành lý, bình minh rét cắt xa. Đoàn người chạy khỏi thị trấn xanh xao vì mất ngủ, vì thiếu ăn, vì lo sợ. Cái xe đạp đi lẫn trong đoàn người ấy. Bao nhiêu năm sau chiến tranh, nó vẫn còn mùi của đất cát hôm đó. Không thể tống nó ra chợ trời, không thể xem nó như đống sắt vụn. Cũng trong năm ác liệt đạn bom đó, người ta vẫn không quên người hàng xóm của ông Đường. Ông Đường sống ở Paris thời trẻ, nghe rắt díu thế nào đó trở về xây dựng đất nước. Ông thất sủng, bị nghi ngờ, bị triệu tập liên tục tới mức tóc ông sơ sát, người gầy quắt lại, không còn là một vận động viên xe đạp của các cuộc đua ở Pháp, không còn da rẻ hồng hào cánh tay vồng lên trong áo, không còn nụ cười tươi sáng làm lạc quan tràn ngập cả chung quanh như thời trẻ ông Phong từng quen biết. Tối mất điện, loa phóng thanh báo tốc độ máy bay Mỹ lúc gần lúc xa. Thành phố lác đác người đi vỉa hè. Ông Đường bảo, bác cho tôi mượn cái xe, tôi đi mấy phút là về ngay. Thời đó, mượn xe đạp là cả một vấn đề. Mượn xe vay tiền vay gạo, phải là người nhà thân thiết mới được đáp ứng. Ông Phong nhìn người hàng xóm, mà mỗi lần nói chuyện ông đều phải nhìn trước nhìn sau xem có công an đứng gần không. Công an theo sát những người như ông Đường. Thời đó không nhiều máy ảnh máy ghi âm, công an hay mặc áo trắng, đi khoảng cách gần, có lẽ để người bị theo nhận ra không cần phải che giấu.
Ông Phong thấy không có ai, mới bảo bác cứ lấy xe đi, tôi cũng chưa cần lắm. Chiếc Favorite được dắt ra, người đàn ông cao lòng khòng vẫn không mất hết vẻ hào hoa thủa trước, dắt cái xe đạp trông đã quyến rũ. Ông Phong nhìn theo người và xe, nghĩ số khổ, sao lại đem lòng tốt về giữa thời buổi nhiễu nhương này. Yên Hàn về thì đã sao nào? Thời gian trôi qua đã rất lâu, đã hai lần báo động, đã hai lần tên lửa quân ta bắn lên đỏ rực thành phố. Đã gần 12 giờ đêm, ông Phong thắt ruột nghĩ, thôi cái xe như vậy là mất rồi. Ông ăn nói sao với vợ con đây? Ông Sa đứng ở vỉa hè, không còn chờ gì nữa, thì ông Đường tay dắt xe đi thất thểu về. Ông Đường không bị bắt không va vào đâu. Ông Phong thấy như thế là rất đáng để thở phào, nhưng ông không nhận ra rằng mình mong ông Đường cũng như mong cái xe. Xe của bác đây. Có chuyện gì hay sao? Ông tế nhị để người hàng xóm không cảm thấy mình bị trách. Ông Đường đứng một lúc bên nhà ông ấy, rồi hỉ mũi, rồi quệt mắt như một người vừa qua trận ốm. Ông Phong không tiện hỏi gì cho đến lúc ông Đường không kìm giữ được nữa. Ông nói với Qua. Vì cái xe của bác, vì cái xe của bác mà tôi phải về. Tôi đã đứng trên thành cầu Long Biên. Tôi đứng từ tối. Tôi chỉ cần gieo mình một cái. Thì giờ này tôi đã được ra biển rồi. Yên thân tôi. Nhưng cái xe... Không có cái xe thì bác với các cháu khổ quá. Tôi gieo xuống thì trộm sẽ dắt cái xe đi. Tôi chết cũng không yên thân. Chết mà nghĩ gây khổ cho người khác thì không thể chết. Tôi cứ trách sao mình lại mượn xe của bác. Sao tôi không đi bộ? Từ đây ra đó thì có xa xôi gì mà tôi lại không đi bộ. Mãi sau này, ông Phong mới vỗ vỗ vào yên xe. Cảm ơn mày nhá, cứu một người tốt đấy. Loạn lạc qua thời buổi dần sáng sủa. Ông Đường có người bà con bên Pháp đón qua. Khi chia tay, hai ông già còn nhắc đến cái đêm ấy, nhờ có cái xe. Thế mà bây giờ, đứa nào như chơi xỏ ông... Lấy mất cái xe. Chắc là bọn trẻ chăn trâu bà. Ông thì cứ như ở trên trời rơi xuống ấy. Bây giờ làm gì còn trẻ trâu ở cái vùng này. Người ta chỉ còn quốc giới vớ vẩn. Đất trà rộng để trâu đi. Bọn trẻ vào thành phố đánh giày bán báo rồi. Ông lại bảo bọn trẻ chăn trâu. Làm gì còn thanh bình thế hả ông? Ôi, cái xe của tôi nó biến đi đâu? Ông lại rên lên như ai cắt ruột. Sau năm 72 đó, bà lên đường đi bê theo đoàn cán bộ dân chính. Bác sĩ đỡ đẻ cũng cần cho chiến trường. Cái xe đạp vốn thường đèo mì đào gạo về nơi sơ tán cho lũ trẻ. Giờ đây còn có một người đàn ông, hai đứa con thơ. Cái xe như biết thân biết phận. Suốt từ đó đến khi xong việc ở miền Nam, ông Phong chỉ thay xăm lốp hai lần. Hai lần phân phối ưu tiên gia đình có người đi bê. Năm 75, bà vác trong Nam ra cái xe có khung sơn xanh làm gia công hàng loạt bán cho cán bộ miền Bắc. Đi ít lâu quăng vào xó vì đến cái vành bóp mạnh thì cũng gãy. Ông Phong cười sung sướng bảo cả nhà. Cái Favorite vẫn còn tốt nhất. 10 năm tối tăm lần mò sau chiến tranh, đến kỳ mở cửa. Thằng Bảo thằng Phương đi Tây đi Đông, có vợ con cái. Rồi chẳng hiểu sao cả hai thằng đều ở tầng lớp tỷ phú, công ty riêng làm ăn như diều. Ông bà chẳng hỏi cặn kẽ, vì có hỏi cũng chẳng hiểu ra làm sao. Hai thằng đều ở Sài Gòn, mỗi thằng gửi một đứa nhóc ra ở với ông bà cho vui. Chúng đi Bắc đi Nam, cứ như là đi chợ. Sáng ở đầu này, chiều ở đầu kia. Ăn gì có nấy. Nhưng ông vẫn không rời được cái xe đạp cổ lỗ. Sáng sáng, ông sở ra lau cặn kẽ.
cũng là động tác thể thao thể dục, rèn mắt rèn tay. Nhưng lúc nào cũng nhớ ơn cái xe đạp đã đi với mình suốt năm tháng ấy. Bao nhiêu chuyện để khóc để cười, không thể nào quên được. Lũ nhóc đi học bằng xe máy, mua cả 100 triệu, nhìn ông ngồi lau xe đạp. Cười chán, chúng nó bảo nhau chắc là ông lần thần. Gọi điện xa, bố mẹ cũng bảo thôi ông lần thần kể ông. Nhưng có lần thằng Phước con của Bảo, thằng Đức con của Phương nháy nhau bê cái xe của ông để ra ngoài cổng, xem thử có trộm sắt vụn nào lấy đi không. Vậy mà sáng ra vẫn thấy cái xe lù lù ở đấy. Hai thằng cười rũ rồi bê xe vào cho ông. Ông lại tỉ mẩn lau. Phụ Tùng thay thứ tốt nhưng vỏ vẫn là cái xe thủa ấy. Thôi kệ ông. Ông Phong đi tha thần khắp xóm ngoại ô này, gặp ai ông cũng phàn nàn mất xe, ai cũng cười. Thời buổi này mất cái xe đạp xách sao mà sầu não thế. Con cái triệu phú cả đi lại ở Sài Gòn bằng ô tô, có ga, có lái xe riêng. Bố mất xe đạp mà cứ như là mất tàu bay ấy, rõ là sợ hơi. Mấy ông bạn già cũng bảo, thôi mất đi cho nó nhẹ nợ, ông để nhiều sức vào đấy để làm gì. Thằng Phước, thằng Đức cười gọi ông là cụ khốt, mất cái hũ sành trà còn chỗ nào để chui nữa. Bà Phong ái ngại lắc đầu, ông đừng ủ rũ nữa, người ta cười cho, tôi thông cảm với ông là được rồi. Chả ngờ ông chán ăn, ăn ít rồi nằm khượt xa, không xa ốm, chỉ buồn bã mà người cứ như là mệt thỉu. Ông mặng bác sĩ thời chiến tranh rồi sang thời hậu chiến đã từng chia nhau từ nửa cái bánh mì đến thăm. Thôi dậy đi, chứ cậu nằm thế ốm thật cho coi. Nhưng thương cái xe đạp ít, thương mình thì nhiều. Ông Phong nói như tiếng thở dài, cái gì mình quý, mình tin yêu, cứ lần lượt đi mất, mình chả giữ được gì, chán thật đấy. Thì có phải mình ông buồn đâu, nhưng chúng ta xong việc rồi, khỏe cho con cháu nó có tương lai, ngồi mà tiếc thằng nào nó thương. Nhưng ông Phong vẫn không ngồi dậy, rồi ốm thật, bà Phong cứ lang thang ra chỗ ông mất xe, cứ nhe răng cười. Cái đồ rách dưới ấy mà tiếc mãi ư? Các cụ buồn cười nhỉ? Thôi để con bảo chúng nó đi tìm cho, chắc là thằng nào nghịch thôi. Ngay vậy bà Phong không tin, cái bọn trẻ xanh có thông cảm với ai bao giờ đâu. Bảo đang đi hội thảo chuyên ngành ở Singapore, điện thoại từ nhà sang, ông ốm do mất cái xe đạp. Gì chứ, mất xe đạp là không ổn rồi, công việc như chăm chóm, nhưng đôi khi ngồi một mình lại nghĩ đến bố. Cái hôm mang ba lô tí xíu đi bên cái xe đạp, đêm chiến tranh. Bây giờ hơn 40 tuổi rồi, làm gì phải làm đâu quên được những chuyện ấy. Anh thu xếp bay về Sài Gòn, bay ra Hà Nội. Buổi chiều đã thấy thằng con đi đón bằng xe máy. Thằng cu chưa đầy 17 tuổi, cao lừng lững vì ăn uống dư thừa, vì thể thao giọng ôm ôm. Bố mà không xa, chúng con không biết xoay sở như thế nào. Ông không ăn uống gì. Bảo không về nhà vội, anh chạy tới cái hàng rào sắt bao quanh khu đất bỏ không. Cỏ mọc như thảo nguyên mênh mông, ngăn hẳn thị trấn với con đường cao tốc đang xây dựng. 3-4 năm rồi đi đi về về, càng ngày càng thấy cỏ mọc cao hơn. Đứng ngang đầu người mà nhà đầu tư mua đất xong để đấy phí hoài. Nhưng mà việc của người ta mình chả tội gì mà tiếc hộ. Bảo nghĩ ngợi theo kiểu những người đang đóng vai ông chủ nắm các dự án khổng lồ, tiền vào tính ra hàng chữ số 10 chứ không mon men ở số 5, số 7. Việc của anh cũng đầy có cái lý và cái vô lý đấy. Nhưng cái xe đạp của bố vừa có lý vừa vô lý, mình biết thế nhưng cũng phải chiều. Bảo và Cư biết nhau từ lâu, cùng là dân thị trấn ven thị. Người giàu người nghèo đầy mặc cảm. Nhưng nhìn thấy Bảo, Cư chạy ra như gặp bạn. Về chuyện cái xe đạp hả? Còn chuyện gì nữa ông? Chả thế đang hội thảo tận Singapore mà phải mò về đây đây này.
Tiền nong tốn kém, dùng tiền ấy mua được mấy chục cái xe đạp. Ông tính toán xem thế nào. Cứ ngỡ ra rồi bật dậy như giật mình. Quái lạ! Sao ông già nhà ông giờ đến thế nhỉ? Tiền phí phạm thế mà không biết. Ấy, tôi ra tìm cái xe, nhưng phải bảo bất chợt ra có việc thôi, chứ bảo ra vì cái xe cụ lại ốm thêm. Khổ thế, sợ tốn mà. Này, xem đứa nào đùa sai, bảo hộ tôi với. Ông cụ ốm nặng thì khổ, xin ông giúp tôi. Cư thọc tay vào túi quần, mặt hất hất về phía cái lán cánh xe ủi đang làm đường cao tốc dùng để nghỉ trưa. Chung quanh đất đỏ trơ trụi, cái lán tre cót ép, gợi nhớ tới thời công nhân mở đường miền ngược. Cứ bảo ở đấy có mấy thằng nó ngắm cái xe của cụ từ lâu, nó vác để ở trong lán đấy chưa dám vứt đi. Thấy cụ yêu xe như yêu con, nó chưa nỡ đùa ác. Mang cho bọn nó chai rượu bình dân, xem như thỏa thuận vui vẻ. Đừng cau có gì, chúng nó chối lại không tìm được cái xe đâu. Cánh lái xe ủi cười rầm rầm khi thấy một ông đường bệ cắp cái cặp trong đựng chai rượu và ít bánh trái đến phân trần vì cái xe đạp. Bảo ngồi bệt giữa đám thợ rồi vân vi về cái xe. Một người trong đám thợ vẻ chín chắn hiểu sự việc bảo cả bọn. Thôi từ giờ đừng có đùa như thế nhá, tao đã bảo mà. Khi mấy ông thợ trẻ lại sau cùng phi nước bỏ cái chiếu xa để lôi cái xe đạp, Bảo thực sự xúc động. Chưa lúc nào thấy mình mừng rỡ xốn sang đến như thế. Vậy là giúp được bố rồi. Anh rối rít ơn huệ với cánh thợ một lúc rồi nhảy lên cái xe đạp vèo vèo. Trông cái xe như vật ở bảo tàng nhưng tốt thật. Chả trách mà cụ càng yêu. Bảo khuyên hẳn vai trò một nhà hoạch định các dự án, một ông chủ đầu tư lớn có tiếng trong khu vực. Lúc này chỉ còn lại thằng cu Bảo, giống như cái đêm bom đạn năm 72 đi cùng với bố. Cái xe chỉ cũ đi, chứ không già nua. Bố thì bảo bố vừa cũ vừa già nua. Đời người không bền được, như cái bát cái thìa, như cái mảnh sành ném ở góc sân đâu. Bố thường nói vậy. Mỗi lần nghe bố nói, tim Bảo đau như thắt. Chỉ những khi như thế này, Bảo mới nghĩ rằng chắc bố sẽ chồm dậy như cái hôm nào ôm lấy Bảo, nhấc lên xe đạp, chạy khỏi vùng đầy hố bom.